về phần recording, recording này nó là phần quay màn hình. Thì cái này ở đây này, cái dòng recording part này chính là cái nơi. Được rồi. Như vậy tôi sẽ bắt đầu bằng có lẽ như này tôi sẽ chữa làm tôi sẽ chữa một vài bài. Đầu tiên tôi chữa một vài bài liên quan đến cái phần gọi là gì nhỉ? Gọi là tìm kiếm nhịa phân nhé. Một số bài nó tương tự, nó là một cái một số bài nó gần hay là nó liên quan đến tìm kiếm nhịa phân. Để cho chúng ta thấy nhé, một vài bài thôi. Sau đó là một sau đó chúng ta sẽ quay sang hai kỹ thuật, một là kỹ thuật hai con trỏ, có một vài bài kỹ thuật hai con trỏ, và cuối cùng là ta sang cái phần là đệ quy, một vài bài nữa. Chúng ta chú ý là tìm kiếm nhịa phân này nó là một trường hợp riêng của hai con trỏ nhé, nhưng mà nó là một cái mạch riêng, nó rất là hay. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau chữa một vài bài liên quan đến cái phần tìm kiếm nhịa phân. Thì tôi view cho các bạn xem cái phần đề bài nhé. Đây là cái đề bài cho các bạn xem. Đây là cái đề bài mà tôi đưa cho các bạn xem. Một số bài sử dụng kỹ thuật tìm kiếm nhịa phân. Thật nó tương tự như cái bài tìm kiếm nhịa phân, nhưng mà nó chúng ta phải sửa đổi đi một chút nhé. Tất cả các bài này đều là cho trước một cái dãy số A đã xếp theo thứ tự tăng dần. Đấy. Thì cái bài thuật toán gốc mà chúng ta học ấy là tìm kiếm một phần tử sao cho nó bằng số k cho trước. Đấy, một phần tử thôi. Thì cái bài số 1 này là tìm kiếm một dãy các chỉ số, tìm kiếm tất cả các cái phần tử của a mà là bằng k, là chỉ ra chỉ số đầu tiên chỉ số cuối sao cho là i bằng vân bằng aj bằng k. Không tìm thấy thì trả về năn. Bài số 2 là cho trước số k tìm chính xác chỉ số y đầu tiên. Đấy. Thì một trường bài này nó là một trường hợp riêng của bài trên. Còn bài số 3 là cho trước số k tìm chính xác chỉ số y cuối cùng sao cho y bằng k. Thì bài 2 bài 3 nó là một cái trường hợp riêng của cái bài 1 nhé. Bài 4 là cho trước số k tìm chỉ số y của phần tử ai lớn nhất. Đây lớn nhất sao cho ai nhỏ hơn bằng k. Như vậy là đây không phải tìm chính xác mà tìm một số gần đúng mà lớn nhất có thể, nếu không được trả về trừ 1, vân vân. Thì chúng ta cùng nhau làm, nhưng bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn cái bài tôi làm trước hai bài số 2, số 3 trước nhé. Thì khi làm xong bài số 2, số 3 thầy sẽ lập tức là tìm được cái lời giải của bài số 1. Rồi tôi cùng nhau chúng ta cùng nhau làm bài số đấy. Thì ý là như thế này, vẫn là cái thuật tìm kiếm nhịa phân thôi, nhưng mà tôi sẽ quên mất, tôi chưa bật cái lên nhé, để đợi một chút. Đây, chúng ta làm bài đầu tiên nhé. Nó cũng khá đơn giản thôi, là cái bài là cho trước dãy số A nhé. Khi tôi mô tả cái bài mà xuống nhiều dòng, tôi có thể viết như thế này. Chúng ta mô tả trong cái ba dấu nhánh kép này, thì nó tương đương với gì? Nó tương đương với cái comment nhé. Cho dãy số A sắp xếp tăng dần nhé, và cho trước và số k cho trước nhé. Bây giờ tìm chỉ số y đầu tiên sao cho mà a y bằng k. Đấy. Nếu không thấy, tìm thấy thì trả về năn nhé. Đấy. Được chưa? Ví dụ như này, ví dụ tôi cho a bằng, lấy ví dụ như a bằng này trừ 10, trừ 6, trừ 1, trừ 2, 0,
1, 4, 6, 7, 8. Ôi, nhầm. 1, 4, 5, 6, 8, 12 chẳng hạn. Đó. Như A làm dễ sắp xếp thứ tăng dần nhé. B và K đây. Không, xíu tôi phải để cho nó. Cho nhiều số nó bằng nhau nó mới có ý nghĩa. Nhé. Trừ 2, trừ 2. Xong rồi đây là 1, 1, 1. Đấy, có nhiều số bằng nhau như vậy nhé. Đấy. Đây thêm trừ 10 nữa. Nguyện lúc. Nó có thể có nhiều chữ số mà các phần tử của nó có thể bằng nhau. Đấy. Thì cái bài cái toán gốc là cho chiếc số K thì chỉ cần tìm ra một phần tử thôi, không quan tâm là nó nằm ở vị trí nào ở đối với số K đó. Nhưng bây giờ chúng ta cần tìm chỉ số Y sao cho Y bằng K, nhưng mà là chỉ số đầu tiên. Đấy, thì nó hơi khác một chút, ta phải biến đổi cái thuật toán nó đi một chút thôi nhé. Giả sử tôi cho K nó bằng, giả sử K bằng trừ 2 thì nó chỉ ra chính là vị trí này này. Nó ra vị trí này, tức là nó là chỉ số là 0, 1, 2, nó ra là chỉ số 3, đa số nó sẽ là 3 thì mới đúng nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Thì tư tưởng của nó vẫn là tư tưởng của thuật toán tìm kiếm nhân phân lần tắc kích. Mỗi lần chúng ta chia đôi cái mảng ra làm hai. Ta dùng, nó là thuật toán của nó bằng gốc là thuật toán là dùng hai cái biến left và right để chúng ta xử lý. Được chưa? Thì bản chất nó là một phần cái thuật toán thì có những phần nó là một trường hợp riêng của cái kỹ thuật hai con trỏ. Chúng ta làm thử nhé. Đây là bản đề xuất tôi đặt tên là first đặt tên là index nhé. Đây đặt tên không quan trọng nhé, đặt tên là first index nhé. Nó là A và nó là K. Như vậy là bài này sẽ trả về cái địa chỉ, cái chỉ số đầu tiên của A mà nó bằng K. Bằng K. Nếu không thấy thì trả về none nhé. Thế cách làm là như sau này. Cái làm tương tự như là đối với tính có nhiều phân, nhưng chúng ta sửa đổi một chút thôi. Cái này cũng rất là hay đấy nhé. Vì chúng ta đặt N bằng, không cần N, chúng ta làm luôn. Chúng ta đặt left, phải dùng hai cái biến nhé. Đầu tiên đặt left bằng 0 và right bằng len a trừ 1. Như vậy left và right là hai chỉ số đầu và cuối của cái mảng A. Được chưa? Sau đó chúng ta cứ tìm kiếm liên tục cho đến khi mà chừng nào mà left nhỏ hơn right thì chúng ta còn làm, còn nếu không thì chúng ta sẽ trả về năn ngay. Như vậy là y, chúng ta làm như y nhé. Y left giống, tức là cái chỗ này là giống hệt như là tìm kiếm nhị phân, chúng ta nhớ lại nhé. Left mà nhỏ hơn bằng right thì chúng ta còn làm, được chưa? Đấy. Còn chúng ta khi mà nó thoát ra cái này rồi thì nó sẽ trả về là trừ 1 nhé. Như vậy chừng nào mà right mà còn nhỏ hơn left, chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt cái phần tử ở giữa là mid này. Mid sẽ bằng như sau. Mid sẽ bằng là left cộng với right. Và chúng ta lấy phần tử ở giữa. Đấy. Là lấy là chia nguyên cho hai nhé, mid đó. Thì như thế này, bây giờ chúng ta kiểm tra nhé. Ta nhớ lại này, thì if này, if a mid này, nếu mà a mid mà bằng k đấy, thì nếu như này, nếu trường hợp mà cho nhớ lại nhé, nếu mà trường hợp mà thì cũng nhị phân thì chúng ta lập tức là return, tôi viết lại cái nghĩa phân nhé, return mid luôn. Chúng ta nhớ lại cái đó nhé. Đây là cái phần mà tương đương từ cái nghĩa phân nhé. Bây giờ else if mà a mid mà nhỏ hơn k thì sao? Thì chúng ta sẽ chuyển sang tìm một phần bên phải của dãy A, là chúng ta đặt left bằng mid cộng 1. Chúng ta lại chạy tiếp nhé. Còn ngược lại, nếu mà a mid mà lớn hơn k else thì chúng ta sẽ a mid lớn k, chứ là k nằm ở, thì chúng ta phải tìm ở phía bên trái của cái dãy đó. Chúng ta là right bằng mid trừ 1. Vậy thì đây là cái phần, và sau khi mà ra khỏi hết vòng lặp này rồi nhá, thì chúng ta sẽ trả về là none. Đấy, return.
Được chưa? Đấy. Thì đây là cái đoạn chương trình mà chạy cho trường hợp là gì, là tìm kiếm bình kiếm nhiễm phân bình thường, nhưng của ta gọi đây khác một chút là chúng ta phải tìm kiếm cái phân tử mà nó gì, phân tử đầu tiên. Đấy. Thì nếu thì chúng ta sẽ chung vào đây. Nếu mà amid bằng K đấy, thì mid rõ ràng là một cái chỉ số mà nó chính là bằng K, nhưng chúng ta sẽ phải tìm phân tử đầu tiên cơ. Như vậy từ mid chúng ta sẽ đi lùi lại. Chúng ta đi lùi lại sang bên trái. Khi nào mà đến phân tử cuối cùng mà nó bằng K thì chúng ta dừng lại. Đó, thì chúng ta làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ đặt một cái biến nhé. Đặt tên là start đi. Hay là y được. Thì chúng ta đặt y nhé. Chúng ta đặt y bằng mid này. Chúng ta bắt đầu đi lùi lại. Đi lùi lại về phía bên trái. Y chừng nào mà y còn lớn hơn nó bằng left. Đấy. Thì chúng ta có đi lùi lại. Chừng nào mà y mà lớn nó bằng left and, chừng nào mà a y chúng ta đi từ y chúng ta đi lùi lại về bên trái. Chừng nào mà a y hay còn bằng k chúng ta đi tiếp về bên trái nữa. Dừng lại khi nào? Dừng lại khi mà cái y nó nằm ở bên trái của left, hoặc là AI nó không bằng K nữa thì dừng lại. Đây, lùi lại đây và Y sẽ bằng Y chỉ 1. Thì với cái lệnh này thì rõ ràng chúng ta thấy là Y. Đấy. Được chưa? Thì chỗ này là chỗ rất quan trọng, chỗ này là chỗ là cần là sửa đi một chút so với cái thuật toán gốc này. Nhưng mà nhắc lại nhé, nếu mà gặp mà một phân tử là mid bằng K, mid bằng K thì chúng ta sẽ đi lùi. Đây, gặp dụ là phân tử là mid ở đây nhé, chúng ta phải lùi lại sang bên trái đến phân tử mà cuối cùng mà bằng K thì chúng ta dừng lại đây nhé. Thì trường hợp mà y lớn nó lớn bằng left và a bằng K cho nên lùi. Dừng lại khi nào? Nó sẽ dừng lại khi mà AI là hoặc AI là khác K, hoặc là AI là khác K, hoặc là gì, hoặc là y nhỏ hơn left. Đấy, nhé. Thì tới đây chúng ta sẽ return này, y cộng một hơn y nhé. Vì lúc giờ y nó lùi sang bên trái rồi, ta phải cộng 1 thì nó chính là cái phân tử. Nhưng mà y cộng một chính là cái chỉ số ở bên trái đầu tiên mà AI nó bằng K đó. Thì chúng ta chú ý nhé. Để chúng ta bỏ cái này đi. Đấy. Nhưng chúng ta sửa chỗ này thôi. Nhưng mà đây là tôi vừa sửa nhé. Nhưng mà tôi chỉ sửa cái chỗ này. Cái chỗ này là chỗ cần sửa này. Chỗ này đấy, là sửa so với chương trình gốc của cái phần là tìm kiếm nhiễm phân nhé. Rồi chúng ta thử nhé. Bây giờ chúng ta chạy thử này. Chúng ta sẽ ghi lại này. Để chương trình chính ở đây nhé. Đấy. Chương trình chính này. Chúng ta cần print đây. Chúng ta print ra cái first index đây. Đấy. Được chưa? Bây tôi ghi ra nhé. Cái bài chúng ta ghi ra ở cái phần chữ bài tập. Không chút ghi vào đấy đúng không? Ở cái chỗ này là cái thư mục gì? Thư mục tôi tìm lại chỗ nào nhỉ, để tôi tìm cái thư mục mà chúng ta lớp chúng ta nhé. Không phải đây. Như cái này thì phải đúng rồi, đây này, chỗ này nhầm đây nhé. Tôi nằm ở chỗ này, ở chỗ này, này. Hôm nay là bài số 2 này. Đấy. Đây là tìm chỉ số đầu tiên bằng K. Đấy, đây là cái bài. Đây chính là cái bài số 2 trong trình của chúng ta. Tôi chạy thử nhé. Để xem có đúng rồi đã. Ở đây chúng ta đây EK bằng -2, tôi copy cái đề xuống nhé, cho nó dễ hơn, cho nó dễ nhìn nhé. Copy cái này xuống đây này. Đấy. Chạy thử nhé.
nó ra là 3 đấy. 0, 1, 2, 3, đúng rồi đấy. Bây giờ tôi giả sử tôi để cái này bằng bằng trừ 6 thì vẫn là bình thường. Nó vẫn ra chính xác, nó phải ra là số 2 thì đúng nhé. Đấy, 2 là đúng. Bây giờ tôi cho K bằng, ôi chưa, tôi cho K bằng 15, 16 thì nó phải ra là 5. Thì là đúng nhé, 5, đấy, chính xác. Bây giờ cho K bằng 1 thì nó phải ra cái chữ, mới ra cái chỗ này này thì mình đúng nhé. 7 0 1 2 3 4 5 6 7. Và bài này cho thấy là bài này là gì, là gì? À, chúng ta phân tích thử nhé. Bây giờ chúng ta bài này cạn xong rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ copy cái này vào vào trong cái file, vào trong cái tệp của chúng ta, và tôi sẽ phân tích thử cho các bạn xem. Chỗ này có copy được không nhỉ? Hình như là được đấy. Đến có chức năng copy không nhỉ? Tôi kiểm tra nhỉ? À, tách đi nhé. Vì tôi copy kia xuống lại. Thì đây là loại chương trình mà tôi đã vừa mới chạy ở bên kia. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn xem. Đấy. Không phóng to được nhỉ? À, đây rồi. Được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một chút nhé. Chúng ta phân tích một chút xem cái này nó là cái gì nhé. Đấy. Được chưa? Đây tôi không đánh số được nhé. Nhưng mà chúng ta hiểu ở đây tôi viết ở đây thôi nhé. Ở đây là 1 này, 2 này, 3 này. Đây là 4 này, đây là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, và đây là 15. Được chưa? Đấy. Thì như vậy là với em... nhé, à, với là nếu mà dãy chúng ta là nó có một phần tử thôi, tức là khi lép bằng write, lép bằng write thì nó chỉ thử một lần là được ngay, nó thử kiểm tra, nó không đi lùi nữa, nó thử một lần là nó trả về, hoặc là trả về cái thử, chỉ là một phép thử thôi, chỉ là cái phép thử này và nó vào, hoặc là trả về ngay kết quả, hoặc là trả về năn. Như vậy với T1 cho thấy ngay một nó sẽ bằng thời gian là cố định. Được chưa? Bây giờ tổng quát này. Chiều tổng quát nhé, tên này bằng bao nhiêu này, nó sẽ bằng như sau này. Đây, chiều tổng quát nhé, thì ở cái đoạn này khi mà nếu mà cái lệnh này lệnh này của nó sẽ làm một đơn vị thời gian này, cái đoạn này này. Đấy. Như vậy nếu gặp phần tử A mid mà A mid bằng K thì nó sẽ đi lùi về phía trước. Đấy, lùi về phía trước. Được chưa? Lùi về phía trước thì trong trường hợp mà trung bình thì nó sẽ gặp ngay cái phần tử mà nó dừng lại ngay. Còn trường hợp xấu nhất ấy thì là nó đi lùi về đầu. Như vậy chỗ này là gì? Trường hợp trung bình thì nó sẽ là 0,1. Còn trường hợp xấu nhất thì nó sẽ là 0n, tức là nó lùi. Nếu mà dãy của chúng ta mà toàn dãy của chúng ta mà là các số là bằng nhau hết ý, thì nó sẽ phải lùi về đầu nó mới gặp. Như vậy là xấu nhất là on. Còn cái đoạn này là cái chỗ này là nó chia hai thôi. Cái này là hoặc này, cho nên chỗ này là cái đoạn này là đoạn nó chia hai ra. Như vậy chia gì? Chia tn nó bằng như sau. Đấy nhé, như vậy bài này ta thấy bài này ta phân tích một chút nhá. Đấy. Bài này là như sau này. Là như sau nhé. Đây. Trường hợp trung bình. Trung bình thì TN nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là O1 cộng với TN chia 2. Đây, TN chia trung bình. Còn trường hợp xấu nhất. Xấu nhất thì nó sẽ bằng là ON cộng với TN chia 2. Đấy. Thì vì cái đoạn này này,
cái lệnh y này, lệnh y này là cái lệnh là mất là số biết là on nhé. Số biết khi nào? Số biết khi mà a gồm n phần tử như nhau. N phần tử như nhau. Đó. Vậy suy ra như sao nhá? Vậy suy ra cái này nhé. Suy ra là trường hợp trung bình. Trường hợp trung bình thì TN có thể thấy ngay theo công thức này mà. Theo công thức này chính là cái công thức tính cho thiếu nhị phân bình thường. Vậy trường hợp trung bình thì nó sẽ là O lớn của log N. Như vậy chạy rất tốt, chạy nhanh như là tính thiếu nhị phân. Còn trường hợp xấu nhất thì suy ra là TN chính là bằng ON. Đấy. Bằng tổng hạng cái này mà. Nó làm chính là cái này mà. Thì cái TN này này, cái TN này nó là log N này. Còn cái ON là ON gì, cái ON cao hơn cho nên là chậm hơn, cho nên là theo cái công thức tính max của cái độ phức tạp thời gian ta có là ON. Đấy, vậy ta có cái này đúng không? Vậy suy ra đây là cái bài toán này, các bạn thấy như vậy là trường hợp mà trung bình A là một cái dãy số ngẫu nhiên bất kỳ thì cái toán này là rất là nhanh như là tìm kiếm nhị phân. Còn trường hợp xấu nhất khi mà A là gồm toàn các số bằng nhau hết ấy, thì nó có cái tốc độ thời gian là chính là tuyến tính, chính là bằng tìm kiếm tuần tự. Đấy, các bạn thấy nhé. Đấy, các bạn thấy như vậy, đây là cái... Đây là ví dụ cho thấy, đơn giản thôi, cho thấy rất là hay nhé. Như vậy là cái bài toán mà tìm cái chỉ số đầu tiên ấy, với cái bài toán này thì như sau nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích một chút cái bài này, rất là hay những cái bài này. Đây là chúng ta cùng nhau phân tích lại một cái bài toán nhé. Cái bài toán tìm phần tử đầu tiên. Tìm phần tử bằng k đầu tiên. Đấy. Thì bài này đây. Chúng ta vừa mới làm xong đây. Các bạn thấy nó rất là hay nhé, bài này rất là hay đấy nhé. Đây là tìm kiếm nhị phân mà chúng ta vừa mới làm. Nhị phân nhé. Còn đây là tìm kiếm tuần tự. Tuần tự nhé. Thế đây là trường hợp trung bình này. Trường hợp tốt nhất này. Chỉ là 3 loại này. Trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất. Xem ba trường hợp đó nó xử lý ra sao nhé. Trường hợp xấu nhất. Đấy, thì chúng ta vừa mới xem nhé. Trường hợp tốt nhất và trung bình thì cái bài toán vừa rồi chúng ta vừa làm đấy, kiếm điểm nhị phân đấy, cái bài vừa rồi, bài này này, kiếm nhị phân nó sẽ là lượng phân thời gian là log o lớn của log n là rất là nhanh. Còn trường hợp xấu nhất thì nó là o, trường hợp xấu nhất thì nó là gì, nó là o gì, nó là o n. Còn bài này trong hợp tính tuần tự, trong trường hợp tính tuần tự như sau, trường hợp mà tốt nhất thì nó là o một, tìm là được ngay. Còn trường hợp mà trung bình thì nó là o n. Và đặc biệt là cái ví dụ mà để cho cái thằng này mà là với bài toán này mà là xấu nhất thì nó tương ứng với là trường hợp tốt nhất của cái anh này. Như cái bài này, như vậy là bài này là bài như sau này. Với A là cái dãy ngẫu nhiên thì việc tìm kiếm nhị phân rất là nhanh, nó sẽ làm thời gian của nó là log n. Còn trong trường hợp xấu nhất ấy khi mà dãy A là toàn cái phần tử bằng nhau thì khi đó cái tìm tuần tự thì rất nhanh hơn nhiều. Tuần tự là mất không một thời gian thôi, còn đối với bài này là mất là ON thời gian. Thấy như vậy là nếu chúng ta phân tích kỹ hơn thì ta thấy như vậy nhé. Nhưng mà thông thường người ta tính trường hợp trung bình thôi hoặc là xấu nhất thôi thì trung bình thôi thì cái thằng này nó là log N thời gian. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm sang bài số 2, là bài cũng như vậy nhưng mà tìm kiếm phần tử cuối cùng nhé. Thì nó tương tự bài này. Bây giờ tôi sẽ làm bài số 2. Là giờ thấy là nó, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa phân tích luôn, chúng ta thấy cái hay của nó nhé.
Các bạn chú ý làm là tôi khi mà tôi mở lớp này ra, tôi không phải ý đồ của tôi là không phải dạy được chỉ với một mục đích thôi là đi thiêu sinh giỏi để mà đạt điểm cao. Tôi không đặt ra đích đó. Đích của tôi là các bạn rèn luyện và chúng ta có cái kỹ năng và có cái tư duy thuật toán và có cái hiểu biết về thuật toán. Chúng ta phân tích được coi như là nó là một cái hướng làm nghiên cứu học của mình thì nó hay hơn nhiều. Như vậy tôi đang làm bài này. Bây giờ cái bài này rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ nó, thấy rất là hay đúng không nào? Cũng là tìm kiếm nhị phân. Nhưng với bài này của nó thì không phải lúc nào cũng là log, cũng là thời gian là log n, mà trong một số trường hợp nó lại là tuyến tính cơ, on cơ. Rồi bây giờ tôi sẽ sang bài số 2. Bài số 2 cũng là bài này. Đấy, nhưng mà là cho trước dãy số a nhưng mà thì cái phần tử cuối cùng. Tôi copy cái này sang bài số 2 nhé. Vì tôi new này. New một cái bài số 2. Đấy, thì đây là cái bài này là bài như thế này. Là cho trước dãy a sẽ theo tự tăng dần và số k tìm chỉ số y cuối cùng. Cuối cùng nhé. Cuối cùng. Sao cho a y bằng k. Đấy. Nếu không thấy thì trả về năn, nếu mà thấy thì trả về y. Đấy. Thì bài này là cũng tương tự như bài trên, chỉ có khác vẫn là cái bài dựa trên cái tìm kiếm nhị phân vì a là sắp xếp là tăng dần. Đó. Thì cách làm là tương tự, chỉ khác ở chỗ tức là khi mà gặp một cái chỉ số là mid mà bằng k bằng a mid bằng k thì chúng ta sẽ chạy về bên phải chứ không phải chạy về bên trái. Bây giờ tôi sẽ copy cái toàn bộ cái bên này sang bên này nhé để cho chúng ta dễ tìm. Tôi đặt cái này là tôi đặt cái tên bài mới là khác là đặt tên là last nhé, đặt tên nó là last index. Đó. Last index được chưa? Rồi thế này làm như sau, chúng ta sửa một chút thôi, sửa chỗ này thế này đó, sửa chỗ này đấy nhé. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ không như này nữa mà chúng ta sẽ phải làm đấy. Trường hợp mà left và nhỏ hơn bằng right thì chúng ta đặt mid bằng left cộng right chia 2 đó. Sau đó là nếu mà a mid mà bằng k thì chúng ta sẽ đặt y bằng mid và chạy sang phải. Đó, chúng ta chú ý nhé, không phải chạy sang trái. Như sau này y chạy sang phải, y y mà nhỏ hơn bằng right, đây chúng ta chạy sang phải nhé. And a mid a y bằng k thì chúng ta sẽ tăng y lên một đơn vị. Đấy. Y bằng y cộng 1. Và tới đây thì chúng ta sẽ khi mà dừng lại thì y nó sẽ nằm bên phải cái phân tử lớn nhất đó và chúng ta sẽ trả về là như sau. Đấy. Trả về khoảng y cộng 1 mà trả về là y trừ 1. Mẹ sửa một chút thôi, không sửa nhiều nhé. À, cái bài bên này này là chúng ta đặt y bằng mid và giảm cho y lùi về bên trái. Tức phân tử cuối cùng thì thôi và return y cộng 1. Bài này chúng ta là cho y tăng lên, lùi và chạy về bên phải và cuối cùng là return y trừ 1. Cái làm hết như vậy nhé. Bài này chỉ là tìm chỉ số cuối cùng. Chỉ số cuối cùng. Đấy. Cho chạy thử có đúng nhá, mình ta copy cái dữ liệu này vẫn thế thôi, không có gì khác cả. Copy sang để chạy thử nhé. Đây. Giờ tôi cái này nó là last. Đó. Bia với k bằng trừ 10 chẳng hạn thì nó trở về là vậy là 1 thì đúng nhé. Là phân tử nó trở về cái chỉ số cuối cùng này. Đó mới là đúng nhé. Đấy, nó là 1 này. Nếu mà cái này nó là 2. Nếu mà nó là 2 thì nó phải trả về bao nhiêu mới đúng này. Nó mà trả về là... À không đúng, 2, trừ 2 chứ. Trừ 2 này, nó mà trả về là bao nhiêu. Nó mà trả về là 5 này, 0 này, 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Nó trả về cái chỉ số này, chỉ số cuối cùng. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái làm... chúng ta quay về làm bài số 1 nhé. Bài số 1 là như thế này. Bài số 1 là cho trước số K. Bây giờ cần trả về, sẽ trả về hai chỉ số Y và G.
y chỉ là chỉ số đầu tiên và g là chỉ số cuối cùng. Đấy, chúng ta như vậy nó trở về một cái khoảng dữ liệu. Nhắc lại cái bài này cũng giống với bài trên nhé. Cái bài này cũng giống bài trên là gì? Lúc nãy là trường hợp trung bình thì nó có cái chiều trung bình thì nó có cái độ phức tạp thời gian là O lớn log n hay là log n bậc log n. Còn trường hợp mà trường hợp xấu nhất thì nó có cái độ phức tạp là tuyến tính, tức là ON thôi. Cái bài này là không phải như cái bài tính cũng như phân bình thường mà chúng ta đã biết đấy, tìm một phần tử thôi bất kỳ thì nó luôn luôn là log n rất là nhanh. Còn hai bài vừa rồi thì trường hợp xấu nhất là nó có tốc độ chạy nhanh chạy chậm bằng đúng là tìm kiếm tuần tự. Được chưa? Bây giờ chúng ta sang bài số 3. Chính là bài số 1 là cái bài tổng quát đấy, là cho trước nha. Bài này có suy từ hai bài trên thôi. Cho trước dãy A tăng dần và số K. Đấy, bây giờ cần phải tìm cái gì? Tìm hai chỉ số y phẩy g. Đấy, sao cho nhé? Sao cho y là chỉ số đầu tiên, y là chỉ số đầu, g là chỉ số cuối. Sao cho là ai bằng ag bằng k. Thế bài này là cái bài như sau. Lúc nào là cái bài là cho trước cái một dãy a tăng dần và cho trước k, tìm và chỉ ra tất cả các phần tử của a mà bằng k. Đấy. Được chưa? Đấy. Bài này chúng ta làm tương tự bài trên, nhưng mà thôi được, tôi sẽ luôn lặp lại đây nhé. Rồi chúng ta tìm này, đây là chúng ta tìm chúng ta tư gì nhỉ? Chúng ta gọi là index search nhé, dùng từ bin này nhé, dùng từ binary hay là từ file, đặt là file all, tìm một từ ngữ hay nhé, tôi đặt tên cái file cho hay một tí, file dùng từ search on nhé. Đấy. Search on, tìm tất cả nhé. Đấy. Rồi A và K, đây là tìm tất cả nhé, tìm tất cả các phần tử. Nhưng mà tôi sẽ in ra hai chỉ số thôi. Sau đó tôi cần in ra thì toàn bộ thì rất dễ, tôi in ra từ AI đến AIG là xong, đúng không nào? Đấy. Cái làm tương tự như trên nhé. Tôi đặt này left bằng 0 này, right bằng len A này. Bài này là phải trả về, được bài phải trả về là EG, trả về hai phần tử EG, mà ngược lại thì trả về năn nhé. Vậy bài này được bài yêu cầu gì? Yêu cầu được là phải trả về hai phần tử. Trả về cặp EG nhé. Nếu tìm thấy. Trả về năn nếu không thấy. Được chưa? Đấy. Cái làm tương tự như hai bài vừa rồi thôi. Cái làm tương tự hai bài vừa rồi chúng ta chỉ khác nhau là gì? Chúng ta sẽ phải khi mà gặp phần tử mít, chúng ta sẽ phải tìm kiếm cả bên trái cả bên phải nữa. Đó. Được chưa? Bây giờ là y này, y left nhỏ hơn hoặc bằng right thì chúng ta mới làm. Đấy. Làm như sau này, chúng ta đặt mít bằng đây, chúng ta đặt mít bằng bằng left cộng với right chia 2 nhé. Sau chúng ta làm này, if mid này
mà bằng k thì sao? Đó, bằng k thì chúng ta sẽ đi về hai phía, chúng ta đặt y bằng đấy, chúng ta đặt y bằng mid và chúng ta lùi sang bên trái. Đấy, được chưa? Để nhớ lại lệnh lùi đấy. Y lớn hơn hoặc bằng left đấy, AI đúng không? Bằng k thì chúng ta còn lùi, y sẽ bằng y trừ 1. Và ngược lại chúng ta đặt là g bằng mid, chúng ta giữ nguyên cái y kia nhé để ta lưu lại nhé. Đấy, xong lại là y g nhỏ hơn hoặc bằng y n a g bằng k thì chúng ta tăng g lên một đơn vị. Đấy, và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ trả về, chúng ta return y cộng 1 phẩy g trừ 1. Đấy, nhắc lại nó là tổng hợp của hai cái bài ở trên mà. Cái y cộng 1 này là tìm kiếm phân tử ở bên trái ngoài cùng mà bằng k, g trừ 1 là phân tử bên phải ngoài cùng bằng k. Đấy, được chưa? Bây giờ đây chúng ta sẽ xử lý tiếp chỗ này. L if nhé. Mid mà nhỏ hơn k thì chúng ta sẽ tìm tiếp ở bên phải, đặt left bằng mid cộng 1, ngược lại else, đặt right, else tức là a mid lớn hơn k, chúng ta tìm sang bên trái, đặt right bằng mid trừ 1. Đấy, cái làm thử. Và ở đây chúng ta sẽ trả về đây bằng cái này nhé. Đi thêm thì thường nằm, được chưa? Đấy, cái làm là gộp của hai lúc nãy thôi nhé. Bây giờ tôi tìm kiếm thử kia mẫu như thế làm thêm cái này. Đấy, đây giả sử tôi cho cái này bằng trừ 2 chẳng hạn, và tôi chỉ việc tôi print cái ra, print kia kết quả ra. Pin của chúng ta là gì? Là find all là sao nhỉ? Search on đúng không? À phải cả đấy. Bài này là tìm tất cả đúng không? Tìm tất cả phần tử bằng k. Đây chính là bài số 1 đấy. Cái làm tương tự như vậy luôn. Bài chúng ta cho thích ngay cái làm hệt như vậy và cũng ra kết quả là bài này là gì? Bài này là chiều trung bình. Chiều trung bình là thời gian chạy sẽ là log n, bậc log n. Còn trường hợp xấu nhất là thời gian chạy là tuyến tính là on. Vì bài chiều 2 nó phải ra đáp số nhé. Chúng ta kiểm tra ra đáp số chứ nhé. Nó phải ra là hai phần tử 3 và 5. Bắt đầu từ 3 cái chút là 5. 0 1 2 3. Đấy 3 đây nhá. 4 5. Như vậy là và cái tất cả các phần tử từ A3, A4, A5 là nó bằng trừ 2. Thấy không nào? Tôi cho cái này bằng 1 nhá. Xem nó ra đúng không? 1 ra. Ra là 7 và 10. Đây chính là 7 này. 7 8 9 10 chính xác. Vừa chúng ta vừa mới làm ba cái bài đầu tiên nhé, thì tất cả những cái bài khác mà đều như vậy cả, tất cả những cái bài mà dựa trên cái phân tử đều na ná như này cả. Chúng ta phải sửa đi một chút cái phần kiến thức, sửa đi một chút cái phần thuật lõi, thêm bớt phần cái này ta thừa, thêm bớt cái chỗ khác ta chỉnh sửa đi một chút, tư tưởng nó vẫn thế, được chưa? Bây giờ tôi sẽ chuyển sang làm phần tiếp theo. Tôi sẽ chuyển sang làm một số bài liên quan đến cái phần gọi là gì? Tìm ra cái phần là gì? Là tìm ra cái bài liên quan đến cái các bài tập liên quan đến phần là hai con trỏ.
hai con trỏ nhé. Thì cái hai con trỏ nó bản chất nó chỉ là hai cái chúng ta dùng hai biến, xử lý đồng thời hai biến. Cái bản chất của cái hàng của cái hai con trỏ nhé. Phần này nó rất là đa dạng. Thì chúng ta chú ý là bản chất của nó chúng ta phải dùng hai biến thôi, dùng hai cái biến nhớ đấy. Thì chúng ta tùy từng bài một chúng ta sẽ xử lý sao cho nó hợp lý. Thì nó rất là cái bản thân cái hai con trỏ nó rất là rộng, rất nhiều bài toán dùng kỹ thuật này. Ví dụ và rất nhiều thuật toán nổi tiếng là dùng cái thuật hai con trỏ này. Chúng ta sẽ thấy là sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái bài bài toán nữa như vậy nhé. Ví dụ như cái bài toán tìm kiếm nhị phân chính là một trường hợp riêng, là một trường hợp dùng hai con trỏ đấy. Đấy. Bây chúng ta cùng nhau làm một số cái bài tập như này nhé. Đây lấy ví dụ đây, bây chúng ta cùng nhau làm này. Tôi lấy ví dụ bài tập này nhé. Cái bài toán sau đây là bài toán là bài toán như sau này. Chúng ta đã biết là trong một dãy số mà cái bài toán là tìm min và max của một dãy, chúng ta thấy cả rồi, rất đơn giản đúng không? Tìm min và max của một cái, để cho tôi mô tả cái bài toán là gì, là tìm min và max của một dãy số. Tôi lấy ví dụ chúng ta thấy nhé. Thì chúng ta chưa biết cái thuật toán là cái hàm min và hàm max của Python, thì tôi lấy ví dụ cái bài toán sau đây này, ví dụ cái bài tìm min nhé, của một dãy số a được chưa, làm như nào. Thì cái bài này làm rất đơn giản, chúng ta chỉ cần một vòng lặp từ đầu đến cuối ra tìm thôi nhé. Tôi mô tả các bạn ví dụ viết ra đây nhé, đợi phải đây. Tìm find min nhé, là tên find min a. Bài này sẽ trả về phần tử nhỏ nhất của a. Đấy. Thì chúng ta đặt kia min, đầu tiên chúng ta đặt min bằng a0. Sau chúng ta for i in range len a. Đấy, chúng ta kiểm tra này. If cái min này mà lại lớn hơn ai thì đúng không, thì sao, thì chúng ta sẽ ai thì chúng ta đặt min bằng ai. Đấy, và cụ ra chúng ta return min. Đó. Đây là thuật toán tìm kiếm min. Max làm tương tự. Max thì thay cái chỗ này bằng dấu nhỏ hơn thôi. Thì như vậy cái bài này là cả hai bài tìm min và max này đều có cái thời gian chạy là on. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài tập sau đây. Bây giờ cho trước một dãy a, bây giờ phải tìm đồng thời min và max. Đó, làm như nào? Đây, là cùng nhau bài đây là bài đơn giản thôi, nhưng mà vì sao tôi đi ra đây thì bạn sẽ nghe bây giờ nhé. Bài toán tìm đồng thời min và max và trả về đồng thời hai cái phần tử đó nhé. Thì cách làm bình thường là gì, là chúng ta áp dụng cái toán này. Chúng ta lượt một chúng ta tìm min, lượt hai chúng ta tìm max, và sau đó chúng ta tính được min và max. Nhưng mà làm cái này chúng ta phải duyệt trên dãy số hai lần, và như vậy nó hơi chậm. Vì câu hỏi là có cách nào mà cần duyệt một lần mà được không, chỉ duyệt một lần thôi, cần một vòng for thôi, không cần hai vòng for, thì có làm được không? Thì có trả lời là được. Chúng ta sẽ rất đơn giản thôi, chúng ta dùng chính kỹ thuật hai con trỏ chúng ta làm nhé. Đây, chúng ta làm bài này chúng ta dùng chính kỹ thuật hai con trỏ như sau nhé. Sử dụng hai con trỏ, bản chất là chúng ta dùng hai gì, chúng ta dùng hai biến. Đây. Bây giờ tôi làm cái bài là tìm find min max. Bài này sẽ trả về hai số, số thứ nhất là min, số thứ hai là max của dãy a nhé.
Thì cách làm nhanh nhất là gì? Chúng ta phải dùng hai biến, chúng ta đặt cái biến thứ nhất là min đấy, cũng bằng là A0, mà chúng ta đặt biến thứ hai là max cũng bằng A0. Thì đây hai cái biến này là hai cái biến chính là dùng kỹ thuật hai con trỏ đấy. Và chúng ta chỉ cần một vòng for thôi, for i in range nhé, length của A, và chúng ta sẽ kiểm tra như sau nhé. Đây, chúng ta cần so sánh AI với max trước, so với min sau là được nhé. Đây, if này, if và AI mà lại lớn hơn max thì suy ra là cái AI này nó chính là gì? Nó chính là max rồi. Chúng ta đặt là max bằng AI, được chưa? Thì cái lệnh này chỉ bất là ôm một thời gian thôi, nó chỉ ít thời gian đúng không nhỉ? Vì chúng ta kiểm tra tiếp lần thứ hai, kiểm tra tiếp là if mà AI lại nhỏ hơn min thì suy ra đặt min bằng AI thôi, đúng không nào? Và tới đây cái kết thúc chúng ta gì là đây chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải gì chúng ta sẽ return đồng thời là min và max luôn. Như vậy là chỉ cần một vòng lặp thôi, như vậy là nhanh hơn cái tư duy ban đầu là chúng ta, đúng không nào? Không, từ nhất là tôi đợi một chút này. Đấy, không, tôi sửa cái này hơi chậm, tôi sửa nhanh, tôi sửa nhé. If AI mà lớn hơn max thì tôi đặt max bằng AI. Bây giờ phải theo cái viết này vẫn hơi chậm, không sửa, tôi hơi nhầm, thế này vẫn là chậm nhé, xin lỗi các bạn. Đây, nó phải là else, xong đó bên đây là if nữa thì nó mới nhanh này. Đấy, được chưa? Đấy, các bạn cái bài này nhé, bài này vì sao lại nhanh này, vì này mỗi một vòng for thì chúng ta chỉ cần một cái so sánh thôi, sau đó là ngược lại thì chúng ta xoay lần thứ hai, như vậy rất ít cái lần xoay chúng ta ra rất ít, cái phép xoay là rất ít đấy, cho nên bài này rất là nhanh nhé. Nhưng mà đây là một ví dụ rất đơn giản thôi của cái bài toán là tìm min max của một cái dãy số nhé. Đây tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta đặt A bằng bất kỳ một số thôi, 1, 2, 10, 0, 5, 9, 8, 100, 2, 6 đấy, được chưa? Bây giờ chúng ta print ra cái giá trị là file min max đấy. Được chưa? Bài này là tìm min max là một bài sẽ điển hình đơn giản thôi, nhưng mà điển hình là thì chúng ta chỉ cần dùng một dùng hai biến, được chưa? Đấy, chúng ta chạy thử. Bài này thì vẫn là theo của nó vẫn là on nhé, vẫn là tuyến tính thôi, nhưng mà cái số lượng vòng lặp và số lượng so sánh là ít hẳn cái bài trước nhé, ít hẳn luôn nhé. Đó, chạy thử này xem sao nhé. Nó ra là số nhỏ nhất là -8, đúng không? Số lớn nhất là 100 đấy, được chưa? Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đấy, đây là một cái bài đơn giản này thôi. Bây giờ tôi sẽ làm thêm một bài nữa nhé. Trong cái bài của chúng ta. Đây, một cái bài tiếp theo này là cái bài là trộn hai dãy. Cái bài này là bài rất điển hình nhé. Cái bài là trộn hai dãy là như sau này. Đó là cái bài số số 2 đấy, bài trộn hai dãy là như sau nhé. Cho trước hai dãy
đã xếp theo thứ tăng dần. Bài toán chọn hai dãy như sau nhé. Bài toán này chọn hai dãy, cho trước hai dãy, cho hai dãy cho trước nhé, hai dãy B và C cùng là cùng đơn điệu tăng nhé, đơn điệu tăng. Bây giờ cần trộn lại, cần tạo ra hay cần tạo ra dãy A là trộn của hai dãy B và C nhé. À, sau đó là A cần được sắp xếp tăng dần đấy, và trộn hai dãy. Ví dụ như là giả sử thấy ví dụ như là B bằng là 1, 5, 7, 100, C bằng -2, 3, 4, 10. Đấy. Thì bây giờ tôi cần phải tạo ra cái dãy A là như này, cần phải tạo ra cái dãy A là như này, A nó phải từ B trộn lại, thì A nó phải là bằng gì? Nó phải là bằng gì? Là -2, sau đó là 1, sau đó là 3, sau đó là 4, 5, 7, 10 và 100. Đúng không nào? Thì bài này nếu mà chúng ta tư duy theo kiểu là tư duy giải nó theo kiểu là gọi là châu bò, thì cho làm như này. Tư duy bình thường nhé. Cái lời giải châu bò ở trên Python chúng ta làm như thế này. Đây. Chúng ta làm như sau. Lời giải châu bò là chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt A bằng, chúng ta lấy A, chúng ta chỉ việc cộng B và C lại, cộng ghép vào cái B ghép vào đôi của C, sau đó chúng ta sort theo A. Sắp xếp theo A như này. Đấy. Nên đây là bằng cách đúng không? Đấy. Chúng ta nối lại thì BC lại và chúng ta sắp xếp. Đây là cái giải thì cái chúng ta phân tích nhé. Cái bài này thì cái câu lệnh này này nó sẽ mất là gì? Nó có cái độ phức tạp thời gian là loga của M cộng N. Giả sử M là độ dài của B, N là độ dài của C. Đấy, nó là như vậy. Cái phép cộng chúng ta nhớ là cái phép cộng mà hai phần tử ở trong hai dãy ở trong Python là nó có cái độ dài, có độ phức tạp là tuyến tính loga của m cộng n, bạn chú ý nhé. Nó tạo ra một dãy mới và như vậy. Còn cái lệnh này chúng ta sẽ bị lệnh này là lệnh Python sử dụng cái thuật toán sắp xếp nhanh, thì sau này ta sẽ học trong tuần sau cho giáo cái này. Thì cái lệnh này nó sẽ có độ phức tạp thời gian là loga n. Vậy suy ra tổng hợp lại thì cái phần này lớn hơn cái này, cho nên theo định lý max, theo cái quy tắc tính max của cái độ phức tạp thời gian, suy ra là cái tn của bài toán này nó sẽ bằng cái t của cái bài toán này, t của tm n này nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là độ phức tạp của, xin lỗi, đây không phải n log n nhưng mà đây là gì, xin lỗi, không phải n mà tổng của chúng lại nhé, xin lỗi tôi viết lại sửa chữ này sai nhé, phải là loga của m cộng n nhân với log của m cộng n. Đấy, nên đây chính là bằng m cộng n nhân với loga của m cộng n. Đấy, thì nó với cái bài này này, nếu chúng ta dùng lời giải châu bò thì nó có độ phức tạp thời gian là m nhân n loga m cộng n. Giả sử chúng ta cho m bằng n đi, xong xịt cho hai bên xịt bằng nhau, n bằng m thì chúng ta suy ra như sau.
suy ra cái lời giải châu bò này nó sẽ có cho toán là như sau. Phức tạp thời gian là vì nếu cứ coi là m sấp xỉ n thì suy ra là cái bài toán của chúng ta nó sẽ là có cái độ phức tạp thời gian là log o lớn của n log n, được chưa? Vậy như vậy là nó vẫn là như thế nhé. Đây là châu bò. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này bằng kỹ thuật hai con trỏ và cho thấy nó rất nhanh, nhanh hẳn là cái này vẫn là chậm nhé. Vẫn là hơi chậm. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này với cái với cái kỹ thuật hai con trỏ nhé. Chúng ta cùng làm. Thì cái làm bài như sau này, nó cái bài này nó rất là hay đấy nhé. Chúng ta cùng nhau làm cái bài toán mà là trộn hai dãy là một trong bài toán rất là hay, rất là Để tôi kiểm tra một chút nhé. Đấy. Đây. Thì chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài toán trộn hai dãy nhé. Bài toán trộn hai dãy. Trộn hai dãy đã sắp xếp. Bài toán này chúng ta làm sao? Chúng ta viết một cái hàm. Cái hàm này nó có tên là merge. Đấy. Và đầu vào của nó là hai dãy B và C. B và C là hai dãy đã xếp tăng rồi và cái hàm này nó phải trả lại một dãy A là xếp theo thứ tăng dần. Được chưa? Đấy. Và trộn của B và C. Giống như tôi vừa nói ở đây. Dãy A nó phải là một cái vẫn là nó phải là trộn. Ví dụ như thế này. Đây, trộn như thế này. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái này nhé. Như vậy là cái input của chúng ta này, cái input của chúng ta là hai dãy B và C. Output là dãy A. Dãy A có chiều dài bằng tổng B và C. Tổng chiều dài của B và C và A này nó sẽ nó là một cái hàm merge như thế này, B và C. Đấy. Và tôi sẽ dùng cái kỹ thuật hai con trỏ tôi làm bài này. Thì tôi sẽ chứng minh rằng cái thuật toán này sẽ nhanh hơn là cái này. Đó. Cái này tốt hơn là cái này nhé. Nhanh hơn là cái tư duy châu bò bình thường chúng ta làm. Thì cái làm là như sau. Rất đơn giản thôi. Là như thế này. Tôi mô tả các bạn rất là nhanh thôi. Thế nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau. Chúng ta dùng hai con trỏ. Giả sử đây là B đây. Giả sử đây là B nhé. B đây, giả sử đây là C. Chúng ta dùng hai con trỏ, một con trỏ chạy ở đây, ký hiệu là Y, một con trỏ chạy ở đây và ký hiệu là G. Đấy. Cho Y và G chạy đồng thời từ trái sang phải. Đấy. Và với một phần tử ở đây, phần tử ở đây của Y và G đây, tôi chọn phần tử nhỏ nhất, tôi đưa nó vào A. Đấy. Như vậy, A sẽ là đây. Tạo ra một cái mảng A cho chiếc và cứ lần lượt cho Y chạy và G chạy. Thì nếu mà cái phần tử BI mà nhỏ hơn BG thì cho BI vào trước và Y tăng lên sang phải một đơn vị. Còn nếu BI mà lớn hơn CG thì tôi cho G vào đây và tăng G lên một đơn vị. Cứ như vậy hai con trỏ nó cứ chuyển động từ từ hai con trỏ nó chuyển động từ từ sang phải. Khi nào mà chạy sang phải hết thì là xong, thì tôi đưa hết vào A nhé. Thì ở A tôi cần một cái biến để biến lại biến K. Nhưng bài này tôi dùng thực chất là hai con trỏ là Y và G. Và đây một biến K nó chạy trên bảng A. Và chạy cần ba cái biến là Y, G và K. Được chưa? Rồi tôi làm như sau. Đây là một cái bài toán đơn giản thôi nhưng mà rất là nổi tiếng. Rất là hay luôn nhé. Chúng ta cùng nhau làm bài này. Đây. Tôi tạo một cái hàm B và C. Đấy. Đầu vào của nó là hai cái mảng B và C. Được chưa? Được chưa? Bây giờ tôi đặt như sau là tôi đặt giả sử đặt M bằng là len của B, đặt cho ta nhớ lại cho dễ thôi. Và N bằng len của C. Như vậy hai đầu vào của chúng ta là có cái M và N. Đó. Thì tôi sẽ
sau này tôi sẽ tính toán xem là phương án này là chúng ta sẽ mất là bao nhiêu thời gian. Thì A, tôi sẽ đặt cái mảng A ban đầu là cái mảng rỗng, và tôi sẽ lần lượt tôi chạy hai phần tử Y và G chạy trên B và C, và tôi cứ đưa dần vào A nhé. Đây tôi đặt Y này, Y là Y trong Python EG này. Đấy, đặt K thật là đặt ba biến nhưng để cho nó nhanh, làm cùng một lúc cho nó nhanh nhé. Như vậy là Y chạy trên B, G chạy trên G chạy ở trên gì, C, và K chạy trên A. Được chưa? Giống như cái mô hình này. Đây, đây là G nhé, đây là Y, đây là G nhé. Đây là C. Đấy. Đây này là A. Thì ban đầu là Y bằng 0, G bằng 0 và K bằng 0. Và bây giờ chúng ta bắt đầu làm này. Chúng ta sẽ làm như sau này nhé. Bây giờ đầu tiên chạy trên Y OI, chừng nào mà Y còn chạy ở trên Y mà nhỏ hơn M, N, G mà nhỏ hơn N thì chúng ta còn làm. Vòng lặp này là cái lặp cho đến khi mà một trong hai biến Y và G là đến hết đến cuối của A thì thôi nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Kiểm tra mỗi lẽ G nhé. Thì nếu mà B if này, if B Y mà nhỏ hơn C G đó, thì chúng ta sẽ đưa cái biến này, đưa cái phần tử BI này vào A. Đấy, đưa vào A nhé. Làm như sau này. Chúng ta sẽ A, chúng ta sẽ append phần tử là BI. Đấy, chúng ta nhớ lại nhé, BI. Đưa BI vào A. Được chưa? Và sau đó là tăng Y lên một đơn vị. Đấy. Còn gì giữ nguyên nhé. Y tăng Y lên một đơn vị. Đấy. Đó là trường hợp nếu BI mà nhỏ hơn CG thì như vậy. Còn ngược lại, nếu BI mà lớn hơn bằng CG, else, thì sao? Thì chúng ta sẽ bổ sung phần tử CG vào nhé. Thì A sẽ là, ở đây A sẽ append cái phần tử là CG. Đấy. Rất đơn giản đúng không nào? Và sau đó là G tăng lên một đơn vị. Như vậy G, Y và G là đồng thời chạy trên hai cái mảng B và C. Y chạy dọc theo B và G chạy dọc theo C. Khi mà xong mỗi lần chạy như vậy thì chúng ta tăng K lên một đơn vị. Chúng ta chạy trên K, chạy trên A. Đấy. Như vậy đây là cái đoạn là ta chạy Y và G chạy chạy trên B và C đúng không? Nó dừng lại khi nào? Dừng lại khi chỉ khi là hoặc là Y bằng M hoặc G bằng N. Thì nếu Y bằng N bằng M, tức là Y bằng M chứ là B đã vào hết A rồi, tôi sẽ chuyển nốt phần của C vào. Còn nếu G mà bằng N thì tôi chứng tỏ là tôi đã chuyển xong C rồi, tôi sẽ chuyển nốt phần của B vào thôi. Đấy, chúng ta làm như sau như thế nhé. Qua khỏi vòng lặp này rồi thì chúng ta sẽ hai trường hợp sau đây. Vì là if mà Y mà bằng M, tức là chúng ta đã đưa hết toàn bộ B vào A rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa nốt C vào A. Thì làm như sau. Đấy, làm như sau nhé. Chúng ta lại OI, ta đưa C vào OI G nhỏ hơn N, thì chúng ta sẽ đưa G vào, đưa C vào, chúng ta đưa vào append, chúng ta đưa cái CG vào, đưa tiếp của CG vào. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tăng G lên một đơn vị, đồng thời tăng K lên một đơn vị. Đấy. Được chưa? Bây giờ chỗ này, bây giờ là else, tức là nếu mà Y mà khác M thì suy ra là G bằng N, thì chúng ta sẽ lại OI. OI đúng không? OI Y nhỏ hơn M thì chúng ta append nó vào B Y, nhưng mà ta Y tăng lên một vị, K biến K chạy trên A đấy. Đấy,
đúng không nào? Và đến cuối cùng ở đây thì chúng ta sẽ kết thúc cái thuật toán này, chúng ta sẽ trả về đây, chúng ta return A, hiểu không nào? Đó, như vậy là cái bài toán này chúng ta thấy là như sau, toàn thấy là nó chỉ có cái vòng lặp lần thôi, vòng lặp này nó sẽ lặp lại, cái vòng lặp này nó sẽ lặp cùng lắm là m của n lần thôi. Cái chỗ này cũng vậy, chỗ này cùng lắm là m lần, thằng này là cùng lắm là n lần. Ở đây là y bằng m, đúng rồi, chính xác, đúng không nào? Bây giờ thử nhé, để tôi thử các bạn xem đúng như tôi chạy thử này. B bằng này, B này bằng 1, 3, 6, 7, 10, 100. C bằng 0, 2, 4, 5, 8, 20. Xin kể nhau như thế nhé. Như vậy là A, B, C đều là, B, C đều là cái... đều là các dãy tăng dần nhé. Vì tôi in ra dãy A, print dãy A, print cái merge này, hay tôi đặt là đặt A bằng merge. Của B phải C nhé. Vì tôi print ra cho là dễ nhìn. Print A ra. Được chưa? Bài này chính là kia merge, cái bài toán merge rất là nổi tiếng luôn. Cái bài này là cái bài các bạn thấy như vậy, từ cái chương trình này nó chỉ là cái độ phức tạp của nó chỉ là m cộng n thôi. Tính chạy thử nhá. Đây là 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20% đây, chính xác hoàn toàn nhé. Đó. Cái bài này là cái thuật này rất là nổi tiếng đấy, làm cho chú ý nhé. Các bạn để ý chú ý một chút nhé, cái bài này là cái phương án này là phương án mà chúng ta coi A là bắt đầu A là một dãy rỗng, sau chúng ta nạp phần tử B đưa vào. Đấy, nạp vào như này thì với cái bài này thì thời gian biến can này là không cần thiết. Đấy. Mà tôi để đây để chúng ta chú ý thôi. Là thực chất chúng ta vẫn có 3 cái biến để phòng thôi. Còn có thể làm cách 2 như sau. Đây là cách 1 nhé. Cách 2 làm như sau. Cách 2 là chúng ta theo đúng cái cách làm giống như là Pascal hay C hay làm đấy. Vì thằng Python này nó hay là nó cho phép chúng ta tạo ra các dãy dynamic array, tức là cái dãy nó là động được trên dùng ngay được. Còn bây giờ chúng ta, tôi viết lại cái thuật này mà dùng đặt A là cố định trước nhé, thì như này. Đây phương án 1 nhé, phương án 2 này. Tôi copy ra này. Phương án 2 là như thế này, tôi đặt cái này là merge 1 hay là merge 2 nhé. Phương án 2 là phương án đúng nghĩa. Đây tôi viết lại như này, phương án 2. Nối nhé. Chọn BC. Đưa vào A là mảng độ dài m cộng n cho trước. Đấy, thì tôi làm được chưa? Nó khác trên một chút thôi, khác như này nhé. Này cái bài này hay cái bài trên thì khác cái gì là như này. Bây giờ chúng ta sẽ không đặt như này, a không đặt như này, mà chúng ta đặt a bằng là 0 và nhân với m cộng n. Như vậy a là có độ dài cho trước là m cộng n đấy. Và ở đây chúng ta không dùng lệnh append này nữa, và chúng ta làm như sau, chúng ta đặt là a không ak đấy, vì cần cái đây mới cần k này, ak bằng chúng ta gán bi vào đây đấy. Ở đây cũng vậy, đặt ak. Đây là cách làm giống hệt trong các cái cuốn sách
chương trình mô tả trên Pascal hoặc trên C nhé. Thì như này đó, AK đúng hình như ở đây nhé, cho nên vậy là đây là AK bằng AK bằng CG. Rồi chỗ này là nút này đã xong, là AK bằng đấy. Được chưa? Đấy, và đến cái bài này thì cần ga, còn cái bài cái phần trên này này là không cần ga. Như cái này này, phần trên này chúng ta có thể bỏ ga đi được. Đây tôi bỏ ga đi nhé, đây bỏ ga đi này, đấy, cái này thôi. Và cái dòng này là bỏ này, dòng này là không cần thiết này, đấy bỏ này, dòng này là bỏ này, dòng này là bỏ này, đấy. Và dòng này là bỏ nhé. Chạy thử nó vẫn thế này. Đấy, bây giờ chạy thử cả hai phương án nhé. Đây, đây là merge nhé. Phương án chạy tiếp theo này là tôi đặt là DDD bằng merge, bằng merge 2 nhé, merge 2 của P'C. Và tôi print ra cả D nữa cho chúng ta hình dung kiểm tra nhé. Print D. Đấy, chạy thử nhé. Đấy, hai cái này giống nhau. Như vậy hai phương án này, hai cái thủ tục này là giống hệt nhau, tức là về mặt thuật toán là giống nhau. Chỉ khác cái gì là cái thủ tục đầu tiên ấy, là chúng ta dùng cho A làm dãy rỗng, và chúng ta sẽ một lần chúng ta khi cho chạy trên BC chúng ta bổ sung vào A bằng lệnh append. Thì vật trường này chúng ta không cần một cái biến K chạy trên A nữa. Còn trường thứ hai là chúng ta đặt trước A bằng một cái dãy toàn số 0 m của n phân tử. Khi đó chúng ta cần lưu trữ cả ba biến i, j và k giống như cái hình này. Đây là hình hãy mô tả cho cái thuật toán chính của thuật toán trộn hai dãy, là dùng kỹ thuật hai, dùng kỹ thuật là gì, là hai con trỏ. Đấy. Và các bạn thấy đấy, như vậy vừa chúng ta vừa làm cái bài này và chúng ta thấy gì, suy ra cái gì, bài này là như sau. Bài này là có độ thuật toán của nó là gì, độ thuật toán tức là ô của m cộng n thôi, rất là nhanh. Đấy, nó chỉ là tính theo m và n luôn, theo m cộng n, và nhanh hơn hẳn cái thuật toán ở trên này là thuật toán này là mất là n log n hay m cộng n log m cộng n. Như vậy là nó chậm hơn một chút so với cái phần dưới này. Đây, nhưng mà thấy các bạn, này là cái bài chúng ta dùng cái thuật hai con trỏ giúp cho chúng ta có thể làm bài này được nhanh hơn. Được chưa? Thì thực tế có rất nhiều bài tập liên quan đến hai con trỏ nhé. Nhưng mà đây tôi chỉ làm một số bài là đơn giản nhất thôi. Thì sau này chúng ta sẽ làm những bài khó hơn, khó dần lên. Đấy, nhưng mà đây là những bài theo tôi là những bài hết sức là đơn giản. Được rồi, bây giờ tôi sẽ thầy trước bài chia bi vào hộp đi. Bài gì? Bài 16 hôm trước ấy, bài chia bi vào hộp. Từ, bài đấy khó quá. Bài đấy tôi sẽ làm sau. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau, tôi trước các bạn một bài này thôi. Bài 16 thì để tôi gửi các bạn lời giải, các bạn tham khảo nhé. Cái bài chia bi vào hộp ấy gì? Bài đấy là hơi khó mà hơi dài. Thì cần thiết tôi sẽ gửi cho các bạn lời giải. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang bài cuối cùng hôm nay. Là cái bài, để theo cái bài nào, tôi kiểm tra lại cái bài nào. Bài kia nó khó quá, nhưng mà bây giờ tôi sẽ đây, tôi kiểm tra cái phần đệ quy đúng không? Thầy chưa cả bài... Bài phân tích n thành x1 cộng x2 cộng xk đấy. Bài nào? Bài phân tích n bằng x1 cộng x2 cộng xk đấy. Ở đây cái bài đó đúng không? Được, đúng với cái bài đó nhé. Bài đó dễ một chút thì tôi làm cùng các bạn. Còn cái bài mà Bi biết là hơi khó, là khó hơn nhé. Đây để tôi tìm với chị tôi...
đây đúng không? Cái bài này đúng không? Để tôi xem lại cái lời giải, xem lại cái bài toán của nó như thế nào nhỉ? Đây đây cái bài này đây, đúng không? Cho trước n số tự nhiên và phân tìm tất cả các cái đây đúng không? Nào, chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Đây. Đây này, đúng không nào? Vâng, đúng bài đấy thầy. Bài này nhé. Thế thì bài này xảy ra bài này cũng khó, thế bài này cũng không phải là dễ. Nhưng mà dù sao là nó ngắn hơn. Ngắn hơn là cái bài lúc nãy, là cái bài kia, cái bài viết vi kia nó hơi dài vì nó hơi phức tạp. Rồi bây giờ cho làm như sau nhé, bây giờ chúng ta phân tích một chút nhé. Phân tích một chút rồi chúng ta làm cái bài này. Đấy. Bài này thuộc nhóm bài là đệ quy, đúng không nào? Bây giờ như này nhé. Bài này chúng ta làm như sau này, đây. Cho trước n nhé. Và phải triển khai ra làn thành tổng những cái số mà cái số đó đều phải lớn không cả, đúng không? Cho trước số n nhé. Đấy. Và phải triển khai nó ra thành những cái tổng, tôi ký hiệu là 0, là x1 nhé, x2, xk. Đấy. Nhưng mà chúng ta lưu cái nghiệm nghiệm của nó, chúng ta lưu là thành trong cái mảng A như này. Cái bảng A nó có dạng là x0, x1, xk chiều 1, xk với độ dài là bất kỳ, đúng không? Tất nhiên thì các cái x in này đều là lớn hơn không cả. Vậy suy ra là cái độ dài của A đấy, cái độ dài của A chắc là nó phải gì? Nó phải nhỏ hơn bằng n. Như vậy là cái mảng A của chúng ta cùng lắm là có độ dài là n thôi nhé. Thì bây giờ chúng ta phân tích như sau này. Đây, chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ x0 trước nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta thử tìm các cái giá trị của x0. Chúng ta là x0 là nó có thể chạy từ 0 cho đến n, đúng không nào? X0 là chạy từ 1 đến n. X0 sẽ chạy từ 1 đến n. Hiển nhiên rồi. Trong khoảng đó, đúng không nào? Bây giờ sự x0 là tìm được rồi. Thì chúng ta sẽ tìm x1 nhé. Đây. Giả sử đã có x0. Bây giờ cần tìm x1. X1 chạy từ đâu nhỉ? X1 chạy từ mấy nhỉ? X1 sẽ phải chạy từ đâu? Sẽ phải chạy từ gì? Sẽ phải chạy từ 1 cho đến gì? Vì có x0 rồi mà. Thì x1 sẽ phải chạy từ 1 cho đến là n trừ x0. Không thể nào mà nó vượt quá được. Vì nếu mà n mà x0 mà lớn hơn n trừ x0 thì suy ra là x1 có x0 là phải lớn hơn n thì là sai. Như vậy lại vì sao nhỉ? Vì x1 sẽ phải nhỏ hơn x1 cộng với x0 này là phải nhỏ hơn nó bằng n. Vậy suy ra là x1 sẽ phải nhỏ hơn nó bằng là n trừ x0 thôi. Đấy. Trừ x0. Đúng không nào? Nhân nhân trừ x0. Đấy. Bây giờ chúng ta làm tiếp này, chúng ta suy luận tiếp nhé. Bây giờ giả sử đã có là x1, x0, x1 vân vân và x gì? Đặt là p, xp trừ 1 đã có rồi. Thế bây giờ hỏi là xp chạy từ mấy? Xp chạy từ mấy nào? Đấy. Xp nên là phải chạy từ mấy? Chạy từ 1 cho đến gì? Cho đến là n đi trừ đi x0 cộng x1 cộng xp trừ 1. Đấy như vậy. Được chưa? Và như vậy từ cái gợi ý này chúng ta có thể suy ra là gì? Suy ra là chúng ta sẽ gọi thiết lập một cái hàm dùng để quy nạp, dùng để mà đệ quy. Cái hàm này nó có như sau. Cái hàm chúng ta là thiết lập cái hàm như sau. Từ cái trường trên nhé.
thiết lập một cái hàm mà nó giải bắt đầu từ vị trí p trở đi. Đây, hàm này ký hiệu nó sẽ là kiểu là GPT giải phương trình nhé, với như sau. Giải phương trình của chúng ta với cái a là cái mảng chúng ta muốn lưu trữ các cái phần tử x1, x2, xn đấy nhé. A và n là cái số mà cái tổng mà chúng ta cần tìm tiếp từ vị trí p trở đi đấy. Đây tức là p đấy, thì cái hàm này là giải phương trình bắt đầu từ vị trí này đó. Thì cái làm là như sau này nhé. Cái làm là chúng ta sẽ gọi hàm đó, chúng ta sẽ gọi cái hàm đó là cái hàm ban đầu ấy. Cái hàm ban đầu của chúng ta là cái hàm sẽ là giải phương trình a n và 0 đầu từ vị trí đầu nhé, là chỗ này này. Sau chúng ta cứ gọi từ 0 chúng ta gọi sang 1, gọi sang 2, gọi sang p, gọi tiếp tục, cái nào dừng thì thôi. Thì chúng ta làm như sau nhé. Đây chúng ta cùng nhau phân tích này anh nhá, nhìn vào đây nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ mô tả cái pseudo code, cái mã giả của cái hàm giải phương trình này nhé. Thì như sau này, cái n này này, chú ý là cái n này ở đây nhé, cái n này không phải là cái n ban đầu đâu, mà là n của cái phần mà chúng ta cần giải bắt đầu từ vị trí p thôi. Đấy, thì cho làm như sau nhé. Như vậy này, cái hàm của nó là hàm giải phương trình này, ban đầu của nó chỉ là cái hàm là np nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta nếu mà n bằng 0 ấy thì coi như là không phải giải là xong luôn. Bây giờ bằng 0 thì chúng ta in, chúng ta thông báo nghiệm luôn, thông báo dừng cái việc tìm lời giải, thông báo nghiệm luôn. Tức là thông báo A đấy. Thông báo A ra ngoài, ra màn hình, thông báo A. Được chưa? Rồi, sau đó là else này, else. Nếu mà là n mà lớn không thì chúng ta sẽ làm tiếp. Đây này, chúng ta kiểm tra chỗ này nhé, đây này, chỗ này này. Đấy, chúng ta kiểm tra này. Và chúng ta sẽ cho cái xp chạy tiếp này. Đây nhé. Đây chúng ta for. Đấy. For i in range. Đấy, chạy từ 1 đến n. Đấy, n cộng 1. Đấy. Nhé. Thì trước khi mà gán cái AI bằng AP bằng i thì chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ phải xóa các phần tử. Tuy là xóa các phần tử. Xóa các cái phần tử. Các phần tử của A từ chỉ số P. Từ chỉ số P. Đấy, sau đó là chúng ta A tôi append vào. Append cái i này vào. Đấy. Được chưa? Và sau đó khi rồi chúng ta sẽ gọi tiếp, chúng ta sẽ gọi EQ này giải phương trình nhé. A và chúng ta sẽ gọi tiếp sang chỉ số sau. Bằng cách là chúng ta gọi A và chúng ta lấy n, chúng ta lấy n chúng ta trừ đi i. Đấy. Và gọi p cộng 1. Đấy, chỗ này là chỗ khó nhất của bài toán đấy nhá. Này. Tôi giải thích một chút nhé. Đấy. Tại vị trí đây này, tại vị trí chúng ta đang làm đây là tại vị trí P đúng không nào? Chúng ta đang làm đây, chúng ta bắt đầu từ vị trí P nhé. Đây, vị trí P nhé. Đây, vị trí P đây này. Đấy, P đúng không nào? Đây là P đây này. Đấy. Thì nếu n mà không thì chúng ta in ra luôn này, còn n mà lớn không chúng ta cần tìm tiếp thì chúng ta cho cái AP đấy, cho phần tử AP đấy chạy từ 1 cho đến n cho đến n và khi chúng ta điền cái cho cái i này vào cuối của A thì chặn đặt lại tại phần tử P đấy, sau đó chúng ta sẽ xóa cái phần tử, phải xóa cái phần tử ở bên phải của A đi và chúng ta đặt vào đây và chúng ta gọi tiếp. Gọi tiếp như sau, gọi tiếp là sang phần tử tiếp theo
và chúng ta sẽ giảm cái n này đi. Đấy, n chúng ta giảm đi này. Đấy. Đấy, cái này là cái rất là hay, cái chỗ này hơi khó một chút nhé. Đấy. Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm cái này như sau này. Chúng ta đặt lại cái quy trình chúng ta làm như sau nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Vì ở đây là cái bài là đầu bài của nó là gì? Đầu bài của nó là tìm triển khai đúng không nào? Tìm triển khai, tìm tất cả các triển khai, tất cả. Bạn hay khó một chút nhé. Các triển khai n bằng x0 cộng x1 cộng xk với xi là lớn không, thành tổng các số tự nhiên lớn không. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta làm như sau nhé. Thì chúng ta gọi cái hàm như này, hàm cái hàm là giải phương trình nhé, là a này, n này, p. Đấy. Bắt đầu từ vị trí p trở đi là chúng ta bắt đầu giải, tìm tiếp sang bên phải, đằng phía trước của chúng ta là đằng trước của p chúng ta coi tìm xong rồi, tiếp đứng ở phía sau và tìm ra các cái ap cực tổng chúng nó phải bằng n thì dừng lại. Đấy. Thì làm như sau này, nếu mà n mà không, ta biết rồi, nếu n mà bằng không ấy thì chúng ta đã biết giải rồi, chúng ta thông báo nghiệm. Đấy. Bằng tiếng Việt ta nhé, chúng ta sẽ xử lý sau chỗ này nhé, thông báo nghiệm hay chúng ta print a, chỉ là print a ra ngoài nhé, print a ra. Đấy. Bây giờ else này, else chúng ta for i in range, in range là từ 1 cho đến n, từ 1 cho đến n cộng 1 thì lại 1 đến n đấy nữa. Bây chúng ta sẽ xóa phần tử, xóa từ p trở đi, đúng không? Bằng lệnh sau đây, bằng cái lệnh là gì? Là cái lệnh tôi viết một cái hàm làm xóa nhé. Tôi dùng cái hàm là để tôi dùng cái hàm viết cái hàm triệu loại cái hàm nhé. Def này là cái hàm là clear là a và p. Đây là cái hàm là xóa các cái phần tử. Của a từ chỉ số p. Đấy. Được chưa? Rất đơn giản như sau, chúng ta for i in chúng ta chạy từ bên phải sang và chúng ta dùng lệnh pop lệnh xóa phần tử cuối. Pop đi bao nhiêu mà pop đi là len a trừ đi p lần. Đó. Lên cái này đúng không? Lên cái này. Và chúng ta là A. Chúng ta bỏ. Đấy. Đây là cái hàm clear. Xóa tất cả các phần tử của mảng A từ P trở đi. Từ B sang phải. Đấy. Thì bài này chúng ta làm như sau. Clear là A. Bắt đầu từ vị trí P. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ bổ sung. Append đúng không? Append i phần tử i đó. Sau đó chúng ta sẽ gọi tiếp GPT nhé. N trừ i. Khi chúng ta chuyển sang phần tử cái chỉ số tiếp theo là p cộng 1 thì chúng ta sẽ phải phía trước n chúng ta phải trừ đi i là giá trị của a này, a tại vị trí p này đó, thì chúng ta sẽ đấy, chúng ta đặt như này nhé. Được chưa? Bây chúng ta thử xem đúng không nhé. Cái này các bạn có thấy khó hiểu không? Nó như gắn liền thôi mà. Đấy, bây giờ tôi làm thử nhé. Tôi đặt n bằng
n bằng bằng 3, sẽ nó ra đáp số như nào nhỉ? 3 này. Và đầu tiên tôi đặt a bằng 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 lệnh rỗng này. Và tôi chạy cái phần hàm là GPT. Chạy cái hàm này là bắt đầu là n và a n và 0. Đấy. Giải phương trình nhé, giải phương trình. Tìm khai triển. Tìm khai triển của n. Mình chạy thử cho có đúng không nào? Đây. N bằng 3 nhé. Đây này. 3 nó bằng là 1 cộng 1 cộng 1 này. 1 cộng 2, 2 cộng 1 và là 3. Đấy, nó ra số là 3 là đúng nhé. Biệt cho n mà n bằng 4 này. N bằng 4 nhé. Cho nó ra như nào? Đây, ra như này. Đấy. 4 số 1 này, 1 1 2 này, 1 2 1 này, 1 3 này, 2 1 1 này, 2 2, 3 1 và 4. Đấy. Bài này tôi thấy khó đúng không? Bài này hơi khó một chút. Thì các bạn về các bạn nhà các bạn xem kỹ lại cái này nhé. Cái này khó một chút. Cái bài lời này tôi sẽ gửi cho các bạn xem cái lời giải này. Nó là tư duy, nó là để quy thôi, nhưng mà nó hơi ngược. Thì tư duy ngược, tư duy từ dưới lên trên nhé. Mà nó dừng lại khi nào? Dừng lại khi n này mà là cái này bằng 0 này. Thì dừng lại. Cái này không dừng lại. Đây là chính là cái phần, nó là phần cơ sở của đề quy. Còn đây là cái phần đề quy đây. Đấy, gọi đề quy đây nhé. Thì bài này là bài khó nhé. Cái bài B tôi sẽ gửi cho các bạn lời giải sau nhé. Nôm na là thế này, vì tôi không theo nhiều nhưng mà tôi sẽ giải một số bài gọi là bài điển hình thôi. Còn các bạn sẽ phải về nhà, các bạn sẽ phải làm và chúng ta cùng nhau trao đổi trên nhóm nhé. Trên nhóm. Cả hai nhóm hiện nay hay toàn lớp này thì đang đồng thời dạy cả hai nhóm. Một nhóm là dạy cái phần cơ sở, cái phần là cấu trúc dữ liệu và thuật toán cho cái chương trình lớp 11, và cái nhóm thứ hai là nhóm thiêu, gọi là tạm thời thiêu sinh giỏi, nhưng thực chất là cái nhóm mà tôi sẽ định dạy lâu dài, dạy sau khi dạy hết chương trình 11 tôi sẽ dạy sang chương trình lớp 12 và sẽ dạy thêm tất cả các phần thuật toán chính mà chúng ta cần biết để dành cho cái chuyện thiêu sinh giỏi trong tương lai. Mà tôi nói luôn này, cái thi mục đích của tôi không phải là để luyện thiêu sinh giỏi là chính, mà mục đích là học về thuật toán, học về tư duy thuật toán, học về các khoa học liên quan đến thuật toán, mà chúng ta quán rèn luyện cái tư duy đó. Còn cái học sinh giỏi nó chỉ là một cái mục đích phụ thôi. Chúng ta khi chúng ta có tư duy thuật toán tốt, chúng ta có cái rèn luyện thật nhiều, làm thật nhiều bài toán, làm nhiều lời giải thật nhiều, chúng ta rất quen, và chúng ta rất quen với cái cách mà để đi thi. Đấy. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, em chào thầy. Có gì các bạn cứ trao đổi trên nhóm nhé. Em chào thầy. Chào thầy.